Tại sao từ đầu năm tới nay AB triển khai rất nhiều cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như vậy? Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn có 3 lý do chính nha các bạn. Lý do đầu tiên là như các bạn cũng đã biết thì bây giờ năm 2023 là cái năm mình vừa sau cái dịch Covid. Thứ hai là vào những cái khủng hoảng kinh tế nên cái chi tiêu và chi phí của khách hàng của mình nó cũng eo hẹp lại. Và mới một cái sứ mệnh là đồng hành cùng khách hàng trong cả cái quá trình sử dụng xe. Và trong kể những thời điểm khó khăn như thế này thì AB cũng xây dựng các chương trình giảm giá ưu đãi với mục tiêu là để cho giảm bớt áp lực chi tiêu cho khách hàng để khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ. Đó là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai ở đây đó là cái tính chu kỳ của dịch vụ các bạn. Tức là mình sẽ AB á, sẽ chỉ ra cho các bạn là trong cái thời điểm này khách hàng nên chúng ta tập trung vào cái dịch vụ nào. Đó, nó sẽ mang tính chất chu kỳ và AB sẽ xây dựng cái dịch vụ trọng tâm đó trong cái chu kỳ này cho các bạn để các bạn dễ tiếp cận hơn. Và nói ví dụ như là tháng 4 tháng 5 này nó đang nắng nóng đi thì AB sẽ xây dựng cho các bạn một cái dịch vụ mà đây cũng là cái nhu cầu của khách hàng trong cái thời điểm này, đó là dán phim cách nhiệt. Thì mình cũng sẽ AB cũng sẽ có cái chương trình đó là dán phim cách nhiệt và sẽ có những cái ưu đãi để mình dễ dàng tiếp cận hơn. Đó là cái lý do thứ hai. Lý do thứ ba nữa là AB xây dựng với một cái dịch vụ cũng có rất nhiều các gói khác nhau, đa dạng các gói dịch vụ, đa dạng các combo và đa dạng cái thời gian sử dụng luôn. Ví dụ trong tháng hoặc có thể là trong quý nó có những cái combo là nhằm mục tiêu là để cho phù hợp với lại nhiều cái đối tượng khách hàng, để khách hàng nào cũng có cái cơ hội để mình sử dụng được cái dịch vụ chăm sóc xe đúng tiêu chuẩn của AB. Đó, giống như hiện tại cũng đang có rất nhiều cái chương trình ưu đãi. Các bạn có thể lên website abkcare.vn hoặc là gọi điện đến số hotline 1900 25 25 26 để được cố vấn dịch vụ tư vấn các bạn chi tiết hơn. Chào, hẹn gặp lại các bạn.